Nếu lựa chọn giữa một thực phẩm không nguồn gốc và có nguồn gốc, thì bạn sẽ chọn sản phẩm nào? Rõ ràng là một người tiêu dùng thông minh, bên cạnh các tiêu chí như mùi vị và giá thành, thì quan trọng hơn hết là các loại thực phẩm bạn mua cần cung cấp rõ ràng các thông tin bao gồm nơi sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng, chi tiết các thành phần có trong sản phẩm, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc chứng nhận chất lượng sản phẩm. Hiện nay có thể thấy là các thực phẩm không nguồn gốc đều bắt nguồn từ sự thiếu hụt các thông tin nêu trên. Và việc có thể sử dụng chất cấm trong nuôi trồng và chế biến thực phẩm vì lợi ích cá nhân của người bán, thiếu sự hỗ trợ và kiểm soát từ các cơ quan, tổ chức với các chứng nhận liên quan và cần thiết cho các sản phẩm. Anh muốn mua 2 cân chè này được không? Không, anh muốn chè này đâu. Hả? Không muốn cái chè này. Bọn em vẫn uống thì anh uống được sao? Em cũng bao giờ uống. Thực phẩm là thứ chúng ta bắt buộc phải tiêu thụ để sinh tồn. Do vậy, có rất nhiều tác hại khi chúng ta sử dụng các thực phẩm không rõ nguồn gốc này. Nếu không quan tâm đến chất lượng sản phẩm, thì chính chúng ta và những người xung quanh mình sẽ phải gánh chịu những hậu quả rất nặng nề. Đồng thời, chính chúng ta cũng đang tiếp tay cho các sản phẩm này tràn lan ngoài thị trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người tiêu dùng khác. Dù rằng nhu cầu thị trường ngày càng nhiều, khiến không ít nhà cung cấp muốn có được sản phẩm nhanh và nhiều hơn, mà từ đó tạo ra các sản phẩm kém chất lượng và không an toàn, thì không phải việc tìm kiếm và sử dụng các sản phẩm an toàn là điều không thể làm được. Việc tìm hiểu và tin dùng những sản phẩm từ các nhãn hàng uy tín có thể là điểm bắt đầu tốt để chúng ta có cho mình thói quen sử dụng các sản phẩm an toàn. Từ đó, chúng ta cũng đang tạo cơ hội cho các sản phẩm đảm bảo chất lượng này đến được với nhiều người khác trong xã hội và giảm bớt những vấn nạn về kém an toàn thực phẩm. Hùng Phát, 30 năm thực phẩm an toàn. Đến với chương trình kinh doanh tại nhà, bạn có cơ hội trở thành đối tác với một thương hiệu 30 năm kinh nghiệm và uy tín, với hơn 40 dòng sản phẩm từ thảo mộc thiên nhiên hiện đang có mặt trên thị trường. Với mục đích mang lại thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng và tận dụng thời gian nhàn rỗi, bạn có thể kiếm thêm thu nhập ổn định bằng cách kinh doanh các sản phẩm của trà Hùng Phát tại nhà. Bạn có thể kinh doanh qua các hình thức như bán tại nhà, tại cửa hàng bán lẻ hay qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, v.v. Qua đó, bạn sẽ được ưu tiên trải nghiệm miễn phí các sản phẩm mới, cũng như tham gia các hoạt động cộng đồng cùng trà Hùng Phát. Xin lưu ý, chương trình chỉ áp dụng cho các khách hàng người tiêu dùng đã sử dụng các sản phẩm trà Hùng Phát, không áp dụng cho các khách hàng đại lý. Mọi chi tiết xin liên hệ, số điện thoại 028 379 78 230, ấn phím nội bộ 117, inbox hoặc để lại comment trên trang Facebook của Hùng Phát.